con được ơn quay trở về với Chúa như thế nào chia sẻ cho mọi người. Kính thưa cha và cộng đoàn, cách đây 6 tháng thì con cũng không biết là con bị bệnh như vậy. Con cảm thấy là sau người nó cứ mệt. Thì con mới nói nhà con là anh ơi, em mệt lắm. Thế nhà con với tôi gọi con về để cho em đi bệnh viện con sang. Thì đến lúc mà lên tới nhà bệnh viện thì bệnh viện khám thì con bị hở hai van, van 32/4 và van 22/4. Thì con cảm thấy là con rất buồn. Con buồn là vì con chưa lo hết cho con cái con được. Con mới lo được cho hai cháu. Con còn hai cháu nữa. Đến lúc mà con bước chân ra khỏi cửa bệnh viện, con đứng đó thì tự nhiên con thấy như là một cái luồng điện nó đụng vào người con. Thì con ngó qua nó lại thì con không thấy ai hết. Mà sau này tự nhiên mình lại giật mình như vậy, đụng một cái. Thì con vào con nói bác sĩ là bác sĩ ơi, em sao mà tự nhiên nó đụng vào em một cái mà sao mà giờ này em lại như vậy. Ông bảo là chị cứ uống thuốc một tuần rồi chị sẽ trở lại đây, con làm sao. Dạ, rồi một tuần sau thì con lên thì cái van hai của con van tim với thằng van hai của con 2/4 thì tự nhiên biến mất. Và hiện tại bây giờ thì van ba con cũng không thấy nữa. Thì con tạ ơn Chúa, nên là con gọi điện cho cha, con nhắn tin cho cha. Thì cha bảo với con là cha đã nhiều khổng đoạn khổng nghệ cho con rồi. Con hãy làm muối cho đời. Thì con cũng thầm nghĩ rằng con cũng chưa hiểu. Tuy con như vậy nhưng con không hiểu là cha nói với con là hãy làm muối cho đời. Thì con cũng thầm nghĩ thôi thì chắc con cũng tội lỗi. Cho nên Chúa để cho con một căn bệnh như vậy. Và ngày hôm nay con cũng nhờ lòng thương xót của cha, cha cầu nguyện cho con. Và nay con đã hết bệnh, con cảm ơn Chúa, con cũng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Cho tặng cho con một cái DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Có máy chưa? Máy mới 365 bài giảng có chưa? Cho tặng cho con máy 365 bài giảng và bí ích chứng nhân lòng thương xót. Ai được ơn quay trở về, con phải được ơn không? Quay trở về không?